Trước cuộc đón tiếp Brighton, Man United hứng chịu hàng loạt rắc rối trong và ngoài sân cỏ. Nếu như cổ động viên vẫn phản ứng đòi chủ sở hữu người Mỹ ra đi, thì nội bộ của Quỷ Đỏ cũng rối tung. Thành tích trên sân cỏ của đội chủ sân Old Trafford đầu mùa này cũng khá thất vọng. Trước vòng 5, Man United đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 2 trận thắng và 2 thua. Tuy nhiên, cả 2 chiến thắng của họ đều không thuyết phục và đều phải nhờ đến may mắn mới vượt qua được Wolves 1-0 và Nottingham Forest 3-2 sau khi bị dẫn 2 bàn. Quỷ Đỏ không có được tâm thế tốt khi bước vào trận này với hàng loạt lục đục nội bộ. Ngôi sao chạy cánh Anthony phải vắng mặt vì đối mặt với cáo buộc hành hung bạn gái và 2 phụ nữ khác. Trong khi đó, ông Erik ten Hag bị lôi kéo vào cuộc cãi vã với tài năng trẻ Jadon Sancho kể từ sau trận thua Arsenal ở vòng trước. Chưa kể, trước trận gặp Brighton, Man United phải đẩy tiền đạo Mason Greenwood sang khoác áo Getafe, Tây Ban Nha sau sự cố hành hung bạn gái. Những rắc rối đã làm lu mờ việc tiền đạo Rasmus Højlund có chất đá chính đầu tiên, còn hậu vệ tân binh Sergio Reguilón ra mắt cổ động viên Man United. Và trước Brighton bị đánh giá thấp hơn, Quỷ Đỏ lại đối mặt với một cuộc khủng hoảng khác. Đội khách đã làm sân Old Trafford đứng lặng khi Danny Welbeck mở tỷ số ở phút 20. Đáng buồn hơn, Welbeck chính là sản phẩm từ lò đào tạo của Man United nhưng phải ra đi vào năm 2014 do không được cựu huấn luyện viên Louis van Gaal tin dùng. Đội quân của ông Ten Hag đã thể hiện bộ mặt đầy thất vọng sau đó khi hàng công bế tắc còn hàng thủ tạo ra nhiều khoảng trống cho đối thủ. Hy vọng ngược dòng của Man United cũng mờ dần trong hiệp 2 do nhận thêm 2 bàn thua với các pha lập công của Pascal Gross, phút 53, và Joao Pedro, phút 71. Khoảnh khắc tích cực nhất của Quỷ Đỏ ở trận này chính là pha ghi bàn đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa của cầu thủ dự bị Hannibal McMe ở phút 73. Nhưng bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-3 của McMe không đủ giúp đội chủ nhà làm nên cuộc ngược dòng. Oái âm thay, tiền vệ 20 tuổi người Tunisia này được cho là đang chuẩn bị rời Man United sau khi thường xuyên ngồi dự bị. Thất bại trước Brighton không những khiến Man United dậm chân ở nửa cuối bảng xếp hạng, mà còn dấy lên khả năng ông Ten Hag có thể khó giữ được ghế của mình. Sau 5 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford đang kém 9 điểm so với đội đầu bảng Manchester City. Đội duy trì thành tích toàn thắng mùa này khi đánh bại chủ nhà West Ham 3-1. Trái ngược với kình địch cùng thành phố Manchester, Manchester City tiếp tục thăng hoa nhờ các pha lập công của tân binh Jeremy Doku, Erling Haaland và Bernardo Silva. Trong khi đó, Liverpool ngược dòng thắng chủ nhà Wolves 3-1 để vươn lên vị trí thứ 2, kém Manchester City 2 điểm.